Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 2020. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 294. Này lê quầy chúng ta học cũng gần tới 300 tập nữa quý vị. Thời gian qua rất là mau, lây quay sắp sửa đến Tết nữa. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta nghe được Phật Pháp nhắc nhở mình, cái thời gian mỗi ngày nó cứ qua đi. Mỗi người chúng ta thì càng ngày nó càng già yếu, nên có nhiều người chúng ta cứ suy nghĩ rằng mình còn trẻ nên cứ để luống qua thời gian. Đến khi tuổi già rồi thì thấy cái khoảng đời đã đi qua của mình, không tích lũy được cái gì về nội tâm tu hành và mặt tâm linh, càng ngày càng yếu kém. Nên mình phải biết trân quý những thời gian mà còn khỏe nè. Phải siêng năng niệm Phật, có một phương hướng chuẩn xác tu hành hướng đến chỗ giải thoát. Phải nhớ cái câu giải thoát này. Giải là hiểu cái cõi đời này, tuy là mình đang sống vậy nhưng mà nó không có gì thật cả. Tại vì mỗi một người chúng ta nay mai gì thọ mạng sẽ đến với mình, thì còn cái gì mà thật. Đó là hiểu rằng cuộc đời này không có gì thật, nên cũng không có gì phải buồn khi được hay mất. Đó là giải. Còn mỗi ngày không buồn giận, hẳn trách ai sống một ngày là sống tốt, sống thiện, không nghĩ đến tương lai xa vời, không khơ dậy những cái quá khứ đã qua. Đây gọi là tâm giải thoát, quý vị nhớ. Nên giữ một câu Phật hiệu, siêng năng mà niệm. Ngày 11 tuần sau là nhằm thứ tư, ngày 11 tháng 10 âm lịch, ngày thứ tư tuần sau là chúng ta tới cái ngày tổ chức người khiếm thị, quý vị. Nên những đức thường phiên quý Phật tử khắp nơi, mình 2 tháng một lần mình tập trung người khiếm thị. Và những đức bây giờ nói với người trong chùa, thí dụ như có những người mà người ta cách thời gian người ta đến chùa mình xin gạo, những người nghèo, những người tật nguyền, những đức cũng thường thẳng máy nghe pháp rồi cho họ, họ cũng biết niệm Phật. Thôi bây giờ chúng ta quy về ngay cái ngày chương trình người khiếm thị cho họ được dự, cũng vui. Vừa được nghe pháp, vừa được niệm Phật, vừa được tặng quà, mà họ được ngồi chung với nguyên một cái đại chúng, rất là vui. Rồi chương trình xong, có những người khiếm thị hát những bài hát rất là hay, như chú Tường Văn hát những bài ca cổ cho họ nghe. Nên mình xin số điện thoại họ, những người trong chùa mình xin số điện thoại, những người mà đến xin gạo, hay những người tật nguyền, hay những phái đoàn khiếm thị đến bất tử, mình không có làm mà nó cứ là đến xin gạo, rồi đến xin gạo mình khó sắp xếp lắm. Nên thôi mình cứ quy về 2 tháng lần chương trình người khiếm thị, những người đi xin, những người nghèo khổ tập trung về hết. Chúng ta tổ chức chương trình đó là ý mình
vừa có tặng quà mà mình muốn đem Phật Pháp giới thiệu. Nhưng Đức thấy rằng là cái nghèo, cái khổ, cái bệnh, cái đau, cái tuyệt vọng cuộc đời chúng ta chỉ có Phật Pháp mới giải quyết được. Và quý vị phải nhớ rằng là Phật Pháp có thể chỉ chúng ta chuyển đổi vận mệnh. Nhớ đó, Phật Pháp có thể chỉ mình chuyển đổi vận mệnh. Ví dụ như tiên sinh Liễu Phàm, dù ngài Khổng tiên sinh, ngài có coi rõ ràng cả đời, nhưng mà ngài coi được mà ngài không có chỉ được cái cách hóa giải. Rõ ràng không? Nên thầy bói sách số có thể coi được nhưng mà không chỉ được cái cách hóa giải số mệnh. Và có những người, người ta coi được mà người ta còn dùng cái việc coi đó người ta kiếm cuộc sống, làm sao người ta chuyển được số mệnh, vì chính người ta còn không hiểu được cái cách làm sao để chuyển được số mệnh mà. Nên Khổng tiên sinh thị hiện coi được rõ ràng cuộc đời của tiên sinh Liễu Phàm cả đời, nhưng không chỉ được phương pháp chuyển đổi vận mệnh. Nhưng khi tiên sinh Liễu Phàm gặp Văn Cốc Thiền Sư là người tu hành, thì nói về nhân quả, nói về vận mệnh và chỉ ông cách chuyển đổi vận mệnh. Nên ngài Văn Cốc Thiền Sư ngài nói rằng mệnh là do nghiệp đời trước đã tạo, nhân thiện thì gặp quả thiện, nhân ác thì gặp quả ác, đó là mệnh. Còn vận, vận là chuyển. Thí dụ như cái nhân đời trước chúng ta tạo ác, bây giờ cái nhân đời này chúng ta tạo thiện lại, gọi là vận, vận là chuyển. Người này lúc trước làm việc ác, bây giờ làm việc thiện. Làm việc ác gặp quả ác, làm việc thiện gặp quả thiện. Nên vận là chuyển, mệnh là do từ cái nhân tạo ác mà gặp quả ác. Nên đời này có những người chúng ta gặp điều thiện, gặp điều ác. Nên trong nhà Phật mới dạy mình là thiện không dính mắc, ác không buồn phiền. Vì mình đã tạo nhân thiện thì gặp quả thiện, tạo nhân ác thì gặp quả ác. Nếu như bây giờ mình được thiện mà mình dính mắc, rồi đến khi mình xài hết cái thiện này mình gặp điều ác thì mình buồn phiền, vậy thì cuộc đời mình bị thiện ác buộc ràng. Nên Phật Pháp chỉ mình sống tiêu diêu tự tại, đó là thiện không buộc ràng được mình mà ác cũng không buộc ràng được mình. Thiện không dính mắc, ác không buồn phiền, được không dính mắc, mắc không buồn phiền. Từ nơi đó thì cuộc sống của mình sống vô cùng là tiêu diêu tự tại. Ngài Văn Cốc Thiền Sư đã chỉ tiên sinh Liễu Phàm ngài có thể tu hành và chuyển được vận mệnh. Đó là tu phước quý vị. Không chi là cái việc mà quý vị niệm Phật là nhân thành Phật là quả, pháp này là pháp giải thoát. Mỗi một con người không có duyên, không có phước, không có thọ mạng, người này chân thật niệm Phật, ăn chay phóng sanh. Phóng sanh dùng cái cách ăn chay là thù thắng nhất trong thời đại hôm nay. Nhớ. Hoặc là mình gặp ai bất an, mình đem những lời giúp người ta an tâm. Đủ duyên gặp người đem Phật Pháp giới thiệu, khuyên niệm Phật. Siêng năng làm như vậy, nhất định vận mệnh sẽ có sự thay đổi đặc biệt. Chuyển hóa cũng rất là nhanh, rất là nhanh. Những đức thấy mình đi tu, vận mệnh có sự thay đổi, thay đổi khá lớn quý vị. Nhớ, tin 100% vào lời Phật dạy. Vận mệnh mỗi một người nhất định chuyển xây được. Nếu như mình than van, trách số phận, trách ông chờ, trách con người, vậy thì nghiệp lực càng ngày càng tạo nặng thêm. Nó không có lợi ích gì mà gia đạo càng ngày càng lụng bại thêm nữa. Nên những đức đã thấy ngày xưa dưới quê có những gia đình nghèo nàn vô cùng, làm nghề sát sanh, đi đâm nhái, đâm ếch, đâm cóc. Có khi buổi trưa cầm cái súng chỉ đi lội nước để săn chuột, săn gắn. Con cháu sanh ra eo ọt khó nuôi, gia đạo nghèo nàn lụng bại.
từng đời càng tệ hơn, không phát triển được. Nếu như mà họ nghe được Phật pháp, họ đổi nghề. Cứ đổi nghề thì không có đói đâu, đừng có sợ, đừng có tiếp tục làm nghề sát sanh. Làm nghề sát sanh thì không thể nào ngóc đầu lên nổi. Dù là gia đạo đó làm nghề sát sanh giàu trước mắt, nhưng không bao lâu là nhất định sạt nghiệp. Vì Phật dạy mà mình đoản mạng chúng sanh thì là mình đoản mạng mình. Bố thí thì giàu có, đem phương pháp hay giới thiệu là thông minh trí tuệ. Đây là xác thực 100% gieo nhân gặt quả. Bạn gieo nhân gì, gặt quả báo nấy. Con người đều muốn giàu sang nhưng keo kiệt, cái gì cũng muốn gom góp cho gia đình mình, không có giúp đỡ. Hay gặp người khổ đau mình không giúp đỡ. Có khi người ta đi đường, người ta không biết đường đi, người ta hỏi mà có khi mình còn chỉ tầm phơi tí phèo. Vậy là không đúng. Đúng ra cơ hội người ta hỏi đường mình phải chăng thật mình chỉ, làm sao cản kẻ. Cái tâm đó cũng có phước. Người ta đi lỡ đường, người ta khát nước, mời người ta một ly nước. Nên những đức nói rằng cái bố thí cúng dường không tốn tiền nhiều, quý vị để một cái thùng nước trước cửa nhà, viết thêm chữ xin thường niệm A Di Đà Phật. Người ta uống nước là tài thí, người ta gặp câu A Di Đà Phật là pháp thí, người ta vui vẻ hoan hỷ là vô ý thí. Một bình nước đã tu được rồi, rõ ràng quý vị coi đó. Nên mỗi một người chúng ta, quý vị phải nhớ rằng mình mà nghe được Phật pháp thì có thể chuyển được vận mệnh. Ai cũng có thể chuyển được. Cuộc đời mình bây giờ nghèo nàn, khổ đau, gia đình tan nát là do chính nhân mình tạo, bây giờ quả mình phải chịu. Nếu bây giờ mình than van là mình không chịu trả nợ, mà không chịu trả nợ cũng phải trả, mà nó trả lâu dài. Nên có những người bị hắt hủi, bị chửi mắng, bị ruồng bỏ, lại chán nản, thắt cổ tự tử, uống thuốc sâu, tại vì họ không nghe được Phật pháp. Chính họ đã tạo thêm cái đầu mối quay quằn trong nghiệp quả càng ngày càng khổ. Được thân người này bị người ta nói vài câu cảm thấy khổ tâm, tự tử thì cứ là mỗi tuần là tự tử hoài như vậy thì khổ gấp trăm ngàn lần, quý vị coi. Tưởng đâu chết rồi là xong, do không hiểu đạo mà đã đi sâu vào con đường đọa lạc. Nên chúng ta nghe đạo lợi ích lớn vô cùng. Tất cả những việc gì cuộc đời của mình cũng có thể giải quyết được. Từ ngay Phật pháp dạy, đều giải quyết được hết. Tiên sinh Liễu Phàm thông minh vô cùng. Như vậy mà bị lờ coi của Khổng tiên sinh câu thúc gần 20 năm, chịu chết cứng luôn. Nhưng Ngài Văn Cốc Thiền Sư dạy, ông chăng thật nghe lời tu hành chuyển hóa số mệnh. Trong số mệnh của ông không có con, ông tu nhân tích đức cầu con có con. Trong gia đạo của ông không giàu sang, học hành dù có làm quan cũng quan nhỏ, vậy mà tu nhân tích đức, sau này làm quan lớn, gia đạo hưng thịnh. Tuổi của ông sống 53 tuổi chết, vậy mà ông tu nhân tích đức, ăn chay phóng sanh niệm Phật, ông sống tới 70 mấy tuổi. Vì coi rõ ràng số mệnh hoàn toàn thay đổi hết. Và Du Tịnh Ý Công cũng vậy, người học rất giỏi nhưng có cái là tâm địa hẹp hòi, viết chữ sai, ngùi lại vứt bỏ đại càn, không tôn trọng giấy chữ, lấy của công xài cho cá nhân, tâm hẹp hòi. Nhưng bên ngoài ra vẻ là một con người thiện tâm. Từ cái tâm địa này mà phá nát gia can của Du Tịnh Ý Công, sau này được Táo Thần điểm hóa. Ông chỉnh sửa từ tâm lại, viết lên những lời sám hối, ăn chay, niệm Phật và làm điều thiện, không chỉ cầu. Như vậy mà gia đạo ông chuyển hóa hoàn toàn. Đứa con bị điên hết điên. Nên quý vị coi, đứa con bị không biết nói chuyện, đứa con quý vị bị điên, gia đạo quý vị tan nát là do chính cái hành động, nghiệp quả, nhân ác bây giờ chưa cảm quả ác. Nếu như bây giờ quý vị mà tu nhân tích đức, hướng thiện làm lành, tức khắc từ từ con bị thay đổi liền, chắc chắn 100%. Con của Du Tịnh Ý Công bị điên
ông Tu Nhân Tích Đức con ông hết đi. Và thằng con trai mất tích nhiều năm, ông Tu Nhân Tích Đức tự nhiên kiếm được người con trai. Và ông thi hoài cũng không đậu, ông Tu Nhân Tích Đức ông thi đậu tiến sĩ. Quý vị coi, gia đạo ông hoàn toàn thay đổi y gan, như là Liễu Phàm cũng vậy luôn. Vậy thì người xưa đã viết sách để lại cho chúng ta, như vậy thì cuộc đời chúng ta có thể chuyển được vận mệnh. Chính mình chuyển được hay không là do tâm mình. Thí dụ như người vô chùa tu là quý vị đang mở tâm lượng. Nếu bây giờ tâm lượng mỗi ngày còn hẹp hòi ích kỷ, làm việc phục vụ chúng sanh mà mặt mày buồn phiền, sống chung với chị em để ích kỷ nhỏ mọn, biết mình không biết ai cả, ngồi nói chuyện thì chăm chích, không có lợi ích gì mà toàn là có cái tâm ác ý. Nếu mang cái tâm này, như vậy thì quý vị đi tu làm sao chuyển được vận mệnh, làm sao có được những ngày tháng an tâm? Phải đổi cái tâm đó liền. Mình mỗi ngày niệm Phật, đừng bao giờ mang cái tâm là không vừa lòng, không vừa ý người khác. Quý vị biết rằng mình là phàm phu phải được nhắc như vậy. Cả những đức, có khi cái tâm của nó vẫn bị tối tâm, tự nhiên nó cảm thấy không vừa lòng, không vừa ý người ta. Nhưng mình lên mình tu một thời, nên những đức phiên quý vị, hai thời công phu sáng tối rất quan trọng để nhắc nhở mình. Hoặc là một lời chia sẻ Phật Pháp này có khi nó cởi mở tâm tư liền. Phàm phu mình ngộ lắm quý vị ơi, có những lúc sáng, có những lúc tối quý vị à. Cần phải được bổ túc suốt như vậy nè, nếu không là nó lầm đường lạc lối, sai lầm á. Nhớ, càng đi càng sai, không bước ra được ánh sáng mà đi sâu vào bóng tối. Nhớ, nên mình có cái tâm vô chùa mình tu. Thí dụ như có những người muốn ta đi vô chùa tu để mà mình được xuất gia tu đạo. Mình vô chùa bây giờ là xuất gia, tất cả các cô là xuất gia đó, các chú là xuất gia đó, các cụ là xuất gia. Vì sao? Vì xuất gia là xa căn nhà thế tục, gia nhập vào ngôi nhà Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Phật, Pháp, Tăng này là mỗi một người chúng ta từ tự tánh phát ra. Phật, Pháp, Tăng, giác, chánh, tịnh. Quý vị đã xa căn nhà thế tục, vô trong đạo là đang gia nhập vào giác, chánh, tịnh. Và tự tánh hiện lộ từ từ ra. Nên mình hiện tại đang ở đây là người xuất gia đó. Tại vì sao không giữ tiền, chấp hành theo nội quy trong chùa, sống hòa thuận, không có tâm buồn giận ai, mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc, là người xuất gia chứ gì. Còn nếu như người cạo đầu mà chạy theo danh lợi, dù quý vị tu 50-60 năm nữa chăng nữa cũng là uổng công vô ích. Vậy nhé. Thí dụ như những đức coi bộ phim của Liễu Phàm Tứ Quấn, câu chuyện của tiên sinh Liễu Phàm. Khi những đứa coi đến cái công đoạn mà Liễu Phàm mà khi mà thi đậu tiến sĩ, được triều đình đưa về cái huyện đó để mà làm quan, mà cái huyện đó nghèo nàn sơ sát, ngày đó là Liễu Phàm đến để nhậm chức. Người ta đến nhậm chức thì kiệu lớn, rồi càn trống rình rang. Liễu Phàm giả một con người bình thường đi một mình để mà coi dân tình như thế nào, tìm hiểu. Vì coi nhờ Liễu Phàm nghe được Phật Pháp mà có được cái tâm này, hay không nhận. Thì những người ở trong quan trường đó, chuẩn bị ngày đó để mà lập bàn đồ để mời vị quan mới đó, trong khi thì dân tình khổ nghèo nàn, đói khát, cỏ mà không mọc lên nổi, đói mà đến nỗi mà ăn cỏ hết luôn. Cái huyện mà Liễu Phàm đến mà nhậm chức nghèo đến mức gì đó quý vị. Và những người mà nhậm chức quan vẫn còn lại nói, thì mấy ông quan đến 3 năm xong rồi gom góp xong rồi đi thôi, nhiệm kỳ 3 năm. Nhưng quý vị biết rằng Liễu Phàm nghe được đạo đức, tin nhân quả, làm thiện, làm ông quan tốt. Một cái huyện nghèo nàn mà Liễu Phàm đến thời gian chưa bao lâu là cải cách cái huyện đó trở thành một cái huyện phong phú, dạy cho người dân biết trồng lúa, biết thu hoạch, biết buôn bán, biết làm nghề để mà gọi là kiếm kế sinh nhai. Chính Liễu Phàm dạy, dạy người dân đó có đạo đức,
Liễu Phàm là một ông quan thanh liêm, cải cách địa phương nó trở thành một địa phương chù phú. Quý vị nghĩ đi, đặc biệt như vậy đó. Coi đến công đoạn này thấy rõ ràng. Quý vị coi xã hội bây giờ, có những nơi nhà cao, cửa lớn, chùa to, Phật lớn. Chúng ta phân tách đây là thế gian và trong đạo luôn. Nhưng quý vị coi, nó chỉ có cái lớn lao mà trong đó nó không có cái gì rõ ràng, và nó hư nát bên trong ấy. Vậy thì chùa cao Phật lớn gì có đạo quý vị? Không, sao có đạo được. Thí dụ như một địa phương nghèo nàn vô cùng, tất cả các ông quan khác đến 3 năm là gom góp một số đi, đều là cá nhân vì mình. Nên cái địa phương càng ngày càng tiêu điều, khổ cực, nhân dân lầm than đi coi. Liễu Phàm đến cải cách lại thì địa phương đó phát triển, do cái tâm một con người lãnh đạo mà ra. Còn bây giờ quý vị coi có những nơi, quý vị coi nó cũng nhìn thấy phong phú vô cùng mà bên trong thì nó gã nát hết. Bên trong thì tiêu điều hết, gã nát hết. Con người chỉ biết cá nhân mình, chỉ biết gom góp, đều là sống với nhau, đều có sự dị kỷ, đều có một cái tâm mà gọi là làm sao mình gom góp được. Đến khi mà có sự việc gì thì mình cũng nắm đùng chút để cầm đi. Ai cũng có cái tâm như vậy. Vậy làm sao cái nơi đó phát triển quý vị? Và chính người trên cũng là cái gì? Cũng là dụng người chứ không phải là chân thật dạy người. Dụng, có khi dụng để giữ cái ghế của mình. Vậy thì cuối cùng là dạy cho con người cái gì? Dạy cho mỗi một con người là đều là cá nhân mình để sống. Cá nhân mình để sống. Không có cái sự đoàn kết thì làm sao mà hưng khởi quý vị? Nếu như quý vị tu đạo, quý vị để ý vào chỗ này thì quý vị sẽ thấy. Những đức đi tu, những đức mới thấy. Thật sự mà nói, trong Phật Pháp bây giờ cũng đáng sợ thiệt. Bởi vì mình mà nếu mà không tin nhân quả sâu sắc, thật sự mà nói, gặp Phật Pháp cũng rất dễ bỏ đạo quý vị. Vì sao? Vì chính người tu đạo chúng ta làm không phải. Thật sự mà nói, mình vẫn còn là phàm phu thì có những cái cũng không phải. Nhưng có những cái không phải của mình quá nhiều, cuối cùng người ta chán nản khi gặp được Phật Pháp, cuối cùng bỏ luôn Phật Pháp. Trong khi Phật Pháp là một nền giáo dục đặc biệt thù thắng. Nhưng mà có những người tu đạo chúng ta thì không tiếp nhận nền giáo dục đó. Thật sự mà nói, mình không phải hoàn toàn, ai cũng hoàn toàn đúng. Nhưng mà dù có sai gì đi chăng nữa, nó cũng là một phần nào thôi. Còn cái này có khi mình quá đáng, quá bậy bạ mà. Có nghĩa là ở trong chùa mà tào lao bắt xế bậy bạ hết hoàn toàn, nó rã nát nội bộ hết. Nó nghĩa là nó đều là cái gì? Đều là để mà nương nhau, để mà mọi người nó gom góp được chút, để mà gọi là tìm kiếm cuộc sống. Những đức nêu lên vậy cho hàng Phật tử khắp nơi nơi và người tu đạo chúng ta, chúng ta cùng chia sẻ. Hàng Phật tử, quý vị đừng bao giờ chán khi gặp những cái tình cảnh như vậy. Vì sao? Vì giáo pháp Đức Thế Tôn là giáo pháp giải thoát, có giáo dục. Nhưng do người ta không tiếp nhận giáo dục thì chịu thôi. Còn nếu như quý vị là người chân thật, có một phương pháp tu, nắm được một phương pháp, hàng cư sĩ ở nhà cố gắng dụng công tu đạo, chắc chắn quý vị sẽ nhận thức được Phật Pháp là đặc biệt. Những đức thấy rõ ràng Phật Pháp tuyệt vời. Những đức càng học Phật thấy càng vui. Tuy những đức còn là một phàm tăng, không được gì cả, nhưng những đức thấy Phật Pháp cho mình niềm vui, cho mình sự an tâm quý vị. Cỡ nào đi chăng nữa, những đức bước vào cửa đạo vẫn là đoạn ác nhiều. Còn ác nhưng đoạn ác rất nhiều, phát thiện rất nhiều. Đoạn ác phát thiện có. Ngày xưa ở ngoài đời những đức phần nhiều, 10 phần đã 9 phần tạo ác. Bây giờ vô đạo thì 10 phần những đức có thể tạo thiện được 7-8 phần. Thì quý vị coi Phật Pháp lợi ích lớn rồi đó. Càng tu học đã cho mình cái sự lợi ích lớn rồi đó quý vị. Những đức nói với quý vị là 7-8 phần những đức vẫn còn tạo ác, 2-3 phần, phải không? Những đức nói đây là nói rất thật lòng. Nên quý vị nhớ rằng mình là người học đạo, đừng bao giờ thất vọng đối với người tu đạo không ra gì, vì chính họ không tiếp nhận Phật Pháp.
Quý vị nên nhận thức rằng mình là người tu đạo, mình là người sửa mình, mình là người nhận thức Phật pháp, mình sửa mình thôi. Đừng bao giờ chán nản khi gặp những người tu đạo sai lầm. Có những người tu đạo mà cái hành động của họ còn dữ dằn hơn người đời, hung dữ bạo ngược, có không? Có chứ. Vì gặp chỗ này quý vị cũng đừng bao giờ thất vọng, vì đó là mọi cách tu của mọi người, đúng không? Nên từ nơi đó, từ nhân từ quả mà ra, chúng ta cũng không cần thiết phải thất vọng. Chúng ta cứ cố gắng sống mỗi ngày tốt đẹp, có duyên làm thiện thì chân thật mà làm, cứ mỗi ngày sống rất là tốt đẹp đi là được. Nên Phật dạy mình đừng nghĩ tương lai, đừng nghĩ quá khứ, hãy nhìn hiện tại nè. Hiện tại là mỗi ngày sống tốt đẹp, đừng có nặng nề. Quý vị để ý mỗi ngày mà mình đang bận tâm cái gì về tương lai, nhớ lại quá khứ là quý vị tức khắc là bất an trong cái hiện tại. Mà cái hiện tại là cái quan trọng để tiến thẳng từng bước mà đi đến tương lai. Hướng đến tương lai là mỗi ngày nè. Nên mỗi ngày mình đang niệm Phật sống vui. Nên những người mà có tâm đi vô chùa muốn tu đạo, quý vị nghe gì quý vị nhớ, phải gây dựng từ ban đầu phát nguyện như thế nào. Giữ tâm như thở ban đầu, một đời dư thành Phật. Tâm ban đầu là tâm chịu thiệt, dù bị người ta gầy la chửi mắng nhưng mà mình có thể nhẫn nại được. Nên hôm qua những đức gặp bốn chữ: đại nan, đại nhẫn, đại nhẫn, đại nan. Nan là gian nan, chịu khổ. Người chịu khổ nhiều, chữ đại nan là người này khổ cực vô cùng nhiều, chịu được thì nhẫn được. Người này nhẫn được, đại nhẫn thì chịu khổ được, thì tu đạo chắc chắn thành tựu lên. Đại nan, đại nhẫn, đại nhẫn, đại nan. Nên tất cả những người tu đạo chúng ta phải nhớ, đều là thử thách mà thôi, phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại, gặp khó khăn phải nhẫn. Đói khát, giàu sang cũng nhẫn. Nhẫn là gì? Giàu sang không dính mắc là nhẫn. Đói khát không buồn phiền là nhẫn. Thương yêu không dính mắc là nhẫn. Bị chửi mắng ghét không buồn là nhẫn. Nhẫn được thì nhất định cái khổ đó sẽ chịu được. Không nhẫn được sao chịu khổ được? Phải nhớ. Từ nơi đó khi phát tâm vô chùa tu, mình muốn từ phàm phu mà nhập thánh thì phải nhẫn, phải chịu khó. Phát tâm vậy đó. Chứ đừng có nói rằng bây giờ tôi còn là cư sĩ, tôi ở trong chùa chưa phải người xuất gia. Không, mình là người xuất gia đó. Cố gắng mỗi ngày sửa đổi lỗi lầm đi. Đừng buồn, đừng giận, đừng chăm chích ai. Đừng có tâm đố kỵ. Đừng có tâm mà gọi là mong cầu giàu sang phú quý. Đừng có cái tâm mà cầu chùa cao Phật lớn. Có của cải thì dùng với chúng sanh. Có phước duyên thì dùng vậy thôi, không dính mắc. Làm được vậy thì quý vị đặc biệt rồi. Chứ không phải rằng quý vị đá đổ làm người nghèo cùng để buông xả, không phải. Sống trong cái cõi đời này, mọi người có phước duyên, có phước duyên dùng cho chúng sanh, mình dùng cái phương tiện không dính mắc. Khi phước duyên này, của cải này mất đi, chúng ta không buồn phiền, vì cõi đời này thịnh suy là chuyện bình thường thôi. Nhớ. Vậy thì quý vị nghe gì rồi, mình là người tu đạo mới phát tâm vô chùa tu, nhất định quý vị sẽ nhận thức cái gì? Phật pháp là nền giáo dục, phải tin nhân quả. Còn nếu không thì mù mờ suy nghĩ rằng đi tập sự tu hành để xuất gia, mù mờ cứ nghĩ rằng cạo đầu xuất gia đắp y thọ tỳ kheo giới, cứ nghĩ như vậy mà quên đi Phật pháp là nền giáo dục. Cuối cùng rẳng là người không ra gì, dù có sa di tỳ kheo gì chăng nữa cũng không ra gì. Vì sao? Vì mình đâu có nhận thức được Phật pháp là nền giáo dục đâu. Nên từ nơi đó mình là người đi tu, dù là cư sĩ mình cũng không bao giờ thất vọng. Người tu nhiều năm sao kệ người ta, chuyện nó chuyện người ta thôi, mình cố gắng. Thí dụ như mình còn phàm phu, có khi ngồi xuống nói chuyện vài câu để mà xả chết đi, xong rồi thôi mình nghĩ mình là phàm phu thôi, bỏ qua đi. Tại vì sao? Vì phàm phu có khi bực bội quá, không nói cũng không được, nói vài câu thôi bỏ qua luôn đi. Nhưng cố gắng niệm Phật từ từ giảm, biết cái điều đó không đúng. Phải nhớ đi. Tại vì thấy chướng tay gai mắt, mà phàm phu mình có khi những việc chướng tay gai mắt mình nhìn chỉ là cặp mắt phàm phu mình thấy thôi, có khi cái sự tình của nó cũng không phải đến nỗi gì. Nên mình thôi quay lại lo tu đạo cho tốt, hiện tại mỗi ngày sống tốt. Đặc biệt rồi quý vị, làm gì phải thất vọng ta bỏ đạo. Nếu đạo pháp nó không tốt, vì sao 3.000 năm vẫn còn lưu truyền đến ngày hôm nay? Phật pháp là tốt,
bậc trí đã kiểm định là tốt. Từ nơi đó mới truyền tải, 3.000 năm nay vẫn còn tồn tại, tất cả quốc gia đều tiếp nhận. Dù là Phật Pháp gặp những cái chướng nạn muốn hủy diệt Phật Pháp, nhưng Phật gia Pháp cuối cùng vẫn hưng thịnh. Vì sao? Vì đây là cái đạo mà cứu nhân sinh, cứu nhân sinh. Nên chư Phật chư Tổ nói Pháp Môn Tịnh Độ này là cái Pháp mà có thể giải quyết vấn đề khổ đau cho nhân sinh trong thời kỳ mạt Pháp. Vì có Phật hiệu này đi đứng nằm ngồi cái niệm suốt, chân thật mà niệm, siêng năng mà niệm. A là Bồ Di Đà, là lượng Phật, là giác. Niệm ra cái tâm giác ngộ, vì thì con người mình an lạc, mình không buồn, không giận, không trách ai. Nên câu Phật hiệu này cứ nắm suốt mà niệm là kết quả lớn lắm. Nên cái chương trình ngày 11 tháng 10 âm lịch, thứ tư tuần sau, chương trình Người Khiếm Thị. Hàng Phật tử quý vị nhớ là có điều kiện quý vị cái cơ hội này để mình phát cái tâm mình ra, để mà tặng cho những người khiếm thị, những người tật nguyền, những người nghèo nàn, hay những người sao người ta ngồi trong đó là tặng, không nói dòng do chứ. 2 tháng một lần, tạo cơ hội tu duyên tu phước. Chúng ta 2 tháng một lần tạo cơ hội phát tâm tu duyên tu phước, làm đi quý vị. Đổi tiền ra cho con của mình tu duyên tu phước. Chỉ con mình người ta nghèo khổ gì đó, không phải con cho người ta bằng cái tâm ngã mạn, mà con phải cảm thấy rằng con mừng khi có người nhận của mà con tặng con cho. Và con nhìn lại đi, người ta tật nguyền như vậy, còn con gì? Tại sao con không sống cho tốt? Đó là mình giáo dục con mình quý vị. Để tiền của lại cho con, cuối cùng con hư hỏng, cuối cùng không lợi ích gì. Thôi để cái đức lại cho con đi. 2 tháng một lần những đức tạo điều kiện cho quý vị tu phước đức đó. Chân thật mà làm đi quý vị. Những đức cũng chân thật làm, quý vị cũng chân thật làm. Chúng ta cùng chung tay làm điều thiện điều tốt. Có bố thí cúng dường, có bố thí pháp, có bố thí vô ý, rõ ràng 3 cái thí có. Nên quý Phật tử khắp nơi nơi nghe gì rồi, mình gũ những người có điều kiện không biết bố thí cúng dường đó làm đi. Họ đến đây vừa được nghe pháp, vừa được niệm Phật, vừa được bố thí cúng dường, quá đặc biệt rồi. Mỗi ngày cứ lo đi làm giàu, tiền của này đổ vô cái thùng bể có lợi ích gì quý vị? Con hư hỏng dành của cải, ngỗ nghịch, thà quý vị tạo cái đức có thể chuyển được cái nghiệp đứa con hư hỏng này, chắc chắn. Chân thật mà làm đi, kiên nhẫn cả đời mà làm đi, gieo nhân gặt quả quý vị. Nên những đức đều là sáng nửa tiếng hồ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, rồi nói vào định lực nhân quả tu hành, rồi quy về cái chỗ quý vị cố gắng siêng năng mà niệm Phật. Chúng ta không đủ duyên làm việc gì hết thì chúng ta chân thật mà niệm Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc, gì là đúng rồi. Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. 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 Nam mô 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 A Di Đà Phật. 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 A Di A Di Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật.
A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật.